Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài và kế hoạch lớn lao của Ngài cho đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì bởi sự hy sinh của Chúa mà chúng con ngày hôm nay được cứu, được chuộc về cho ý định nguyên thủy mà Chúa Ngài dành cho cuộc đời của chúng con, cho loài người chúng con. Để con có thể sống trong phước hạnh, ở trong ơn của Chúa. Chúa Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng con và khiến chúng con làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con đón nhận chương trình kế hoạch của Chúa cho đời sống của chúng con. Và chúng con xin thưa với Chúa rằng xin nước của Chúa được đến, ý Ngài được nên trên đời sống của chúng con, gia đình chúng con, hội thánh của Chúa và dân tộc của chúng con như Chúa Ngài đã định. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, hoan nghênh các thầy tế, các anh chị em cũng vào học với chúng tôi từ các nơi. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn trên anh chị em một cách dồi dào luôn. Bởi ơn của Ngài, trong thời gian này chúng ta tiếp tục làm công việc mà Chúa Ngài đã dạy dỗ chúng ta. Đó là chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa bằng những tiếng hát ngợi khen và những lời cảm tạ. Cho nên anh chị em có những phước hạnh mà chúng ta nếm trải được trong ơn của Chúa. Ở tại dòng bình luận, anh chị em cũng có thể đánh vào một đôi lời để tạ ơn Chúa về việc Chúa làm cho đời sống của chúng ta. Phép lạ, sự dạy dỗ, những phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta mà chúng ta đếm, chúng ta hưởng, chúng ta trải nghiệm và chúng ta cảm tạ Chúa ở trong ơn của Ngài. Mình xin Chúa Ngài ban ơn trên chúng ta. Rồi tiếp tục đầy ơn của Chúa để chúng ta học phần còn lại của cuộc đời của Joseph. Ở trong môn học Một Tấm Gương Sáng, và chúng ta biết rằng Joseph, một cuộc đời có thể đem lại cho chúng ta nhiều sự khích lệ, nguồn cảm hứng để khiến cho chúng ta có thể vượt qua những ngăn trở khó khăn ở trong đời sống của mình một cách tốt đẹp. Bởi vì thái độ của chúng ta rất là quan trọng, tấm lòng của chúng ta rất quan trọng. Nên xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta giữ tấm lòng của mình hơn hết vì các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. Khi hoàn cảnh khó khăn, thách thức đến, chúng ta có thể trở nên cay đắng hoặc chúng ta trở nên tốt hơn khi chúng ta chọn bước theo chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời và tấm lòng kính sợ Ngài. Joseph đã bày tỏ điều đó. Ông cũng là hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Cựu Ước, bị bán, bị phản bội, nhưng đầy lòng nhân từ, kính sợ Đức Chúa Trời và sẵn sàng tha thứ. Và Ngài đã sống và bày tỏ điều đó khi Chúa Ngài đến trần gian này. Cảm ơn Chúa, cô đầy Joseph dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong giai đoạn mà chúng ta thấy rằng trải qua 22 năm, ông đã phải nếm trải những điều hết sức khó khăn, bị bán, bị phản bội, bị vu khống, bị lãng quên. Và chúng ta thấy rằng ông vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và Chúa Ngài ban phước trên đời sống của ông. Bây giờ khải tượng mà Chúa cho ông thấy khi ông còn ở quê nhà đã ứng nghiệm ở trước mắt ông. Và sự phục hòa giữa Joseph với gia đình của mình được thể hiện ra một cách hết sức là tốt đẹp mà chúng ta thấy. Joseph đoàn tụ với các anh của ông. Chúng ta biết vì nạn đói kém đã xảy ra đúng như giấc mơ của Pharaoh mà Joseph đã được ơn của Chúa để giải giấc mơ đó, giải giấc chiêm bao đó. Đó là có 7 năm được mùa trải qua. Rồi lập tức ngay sau đó thì có những năm thất mùa hạn hán. Như những cái ve lúa, những con bò ốm đói, lúa lép, nuốt những cái gì tốt đẹp, mập mạnh. Thì chúng ta thấy 7 năm theo sau đã ảnh hưởng trên đời sống của gia đình của Jacob. Mà các con trai của ông đã phải đi ra nước người, đi ra xứ người qua Ai Cập. Vì nghe nói tại đó có bán lúa mì. Thì họ phải đi để giữ cái sự sống của mình bằng cách đi để mua thực phẩm. Khi đến nơi thì chúng ta thấy rằng Joseph đã nhận diện ra các anh của mình. Và ở trong Sáng Thế Ký chương 42 cho chúng ta thấy được một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây, ở từ câu 1. Jacob được tin ở Ai Cập có bán lúa mì nên nói với các con trai, sao các con cứ ngồi nhìn nhau vậy? Này, cha nghe ở dưới Ai Cập có lúa, các con hãy xuống đó mà mua lúa về cho chúng ta, để chúng ta sống mà khỏi phải chết.
10 người anh của Joseph lên đường xuống Ai Cập để mua lúa. Nhưng Jacob không cho Benjamin, em Joseph, đi cùng các anh vì ông sợ điều không hay xảy đến cho cậu. Và trong số những người đến Ai Cập mua lúa có các con trai của Israel, vì xứ Canaan cũng rơi vào nạn đói. Bây giờ Joseph làm tể tướng của Ai Cập, chính ông là người bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh Joseph đến sắp mình xuống ở trước mặt ông. Joseph thấy các anh thì nhận ra ngay, nhưng ông làm như người xa lạ đối với họ và hỏi họ một cách lạnh lùng: các ngươi từ đâu đến? Họ trả lời: từ xứ Canaan đến để mua lương thực. Joseph nhận biết các anh nhưng họ không nhận ra ông. Joseph nhớ lại những giấc mộng mà ông đã thấy về anh em mình nên bảo họ: các ngươi là gián điệp đến đây để dò thám những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói: thưa ngài, không phải vậy. Các đầy tớ của ngài chỉ đến đây để mua lương thực. Chúng tôi đều là con một cha, vốn là người lương thiện chứ không phải là gián điệp đâu. Ông quả quyết: không, các ngươi đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói: các đầy tớ của ngài có 12 anh em, con cùng một cha, ở đất Canaan. Đứa em út hiện ở nhà với cha chúng tôi, còn một đứa mất tích. Joseph nói: thật đúng như ta đã nói, các ngươi là gián điệp. Nhưng đây là cách ta sẽ thử các ngươi. Ta lấy mạng sống của Pharaoh mà thề rằng các ngươi sẽ không được rời khỏi nơi này nếu người em út của các ngươi không đến đây. Hãy cứ một người trong các ngươi về đưa cậu, hãy cử một người trong các ngươi đưa cậu út đến xuống. Những người còn lại thì phải ở tù tại đây. Lời các ngươi phải được thử nghiệm xem có đúng sự thật hay không. Nếu sai trật thì ta chỉ mạng sống của Pharaoh mà thề rằng các ngươi là gián điệp, rồi ông giam chung họ vào ngục 3 ngày. Đúng hình ảnh mà chúng ta thấy hết sức là tuyệt vời về Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là Đấng đã cho Joseph một cái khải tượng ở trong một giấc chiêm bao. Đến một ngày thì các anh của ông khi gặp ông phải sắp mặt xuống. Và khung cảnh mà chúng ta thấy các anh từ xứ Canaan đến Ai Cập để mua lúa mì. Và khi gặp Joseph, lúc bây giờ ông là tể tướng hay là thủ tướng của nước Ai Cập. Cho nên chúng ta thấy rằng khi ra mắt thì họ đã phải sắp mình xuống đất ở trước mặt ông. Điều mà 22 năm sau mới ứng nghiệm. Nhưng mà chúng ta thấy một điều ở tại đây, vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời mà thời gian không gian không giới hạn Ngài. Những điều Ngài đã báo, Ngài đã chỉ ra cho Joseph trước đây 22 năm, thì chúng ta thấy rằng Ngài cũng có quyền làm trọn. Dù hoàn cảnh của nó có nhiều cái chi tiết ly kỳ mà chúng ta thấy rằng có những sự sắp đặt, có những sự lựa chọn của con người. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng biết hết tất cả mọi sự. Và Ngài cũng là Đấng đã ban lời của Ngài, đã gieo khải tượng, đã ban khải tượng cho. Thì Ngài cũng là Đấng có quyền để có thể làm ứng nghiệm những điều đó. Đây là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, là cha chúng ta ở trên trời. Đấng cầm quyền tể trị. Dù có những lúc chúng ta thấy việc dường như nó xảy ra ngoài tầm tay của chúng ta, và thấy rất là khó để có thể ứng nghiệm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta thì không có điều gì ngoài tầm tay của Ngài. Ngài có quyền để có thể giải quyết tất cả và làm ứng nghiệm những gì Ngài đã hứa, đã phán bảo với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Joseph nhận biết cái giấc mơ mà ông đã thấy. Các anh phải sắp mặt xuống ở trước ông. Ông nhận biết liền, bởi vì khung cảnh đó bây giờ thì không phải là những bó lúa, không phải là những ngôi sao, mà chính các anh của ông đang làm công việc đó. Ngợi khen Chúa. Và nguyên tắc mà chúng ta đã được nhắc nhở, khi chúng ta thấy những điều trước mắt nó không đúng với những gì Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta thấy ở trong khải tượng, trong giấc mơ, thì chúng ta biết những điều trước mắt chúng ta dù nó khó khăn như thế nào, rồi nó sẽ qua đi. Việc sẽ trở nên tốt đẹp, đúng như điều Chúa Ngài dạy. Nếu nó chưa xảy ra, hãy chờ đợi, đừng ngã lòng. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm thành ở trong ơn của Chúa. Joseph, ông cũng muốn thử tấm lòng của các anh của ông xem như thế nào. Thì chúng ta thấy trong sự khôn ngoan Chúa Ngài cho ông đã thử, và chúng ta thấy tấm lòng của các anh của ông đã có sự thay đổi. Họ chắc chắn cũng đã phải sống với những ngày hối tiếc vì mình đã đối xử một cách rất tệ với em của mình. Họ thấy cái khung cảnh mà Joseph xử với họ là muốn giữ họ lại. Và cho họ một cái thách thức, đó là hãy chứng minh rằng họ là những người lương thiện, chứ không phải là những người thám tử đến để dò thám sự.
Ông đã đặt ra một vấn đề để giúp đỡ cho họ thấy. Và chúng ta thấy rằng ở trong sau thi chương 42 câu 21, các anh bảo nhau: thật chúng ta đã có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nỗi khổ đau trong tâm hồn của nó khi nó năn nỉ chúng ta mà chúng ta không đoái hoài đến. Vì vậy mà nay chúng ta phải chịu nỗi khổ đau này. Họ nhận biết, và tôi tin rằng trong tấm lòng của họ đã bị dằn vặt vì cái hành động của họ đã bán em của mình. Rồi còn đặt chuyện để nói dối với cha của mình là Joseph đã bị thú dữ xé xác chết. Và điều này chắc chắn ở trong tấm lòng của họ. Họ cần được tha thứ, họ cần được giảng hòa. Và Joseph đã nhìn thấy được điều này từng bước một. Ông lại thử thêm họ và truyền lệnh cho họ phải đem đứa em mà họ nói rằng đứa em út còn ở nhà, tên là Benjamin đó, phải đem đến thì mới có thể chứng minh được rằng họ là những người lương thiện. Và đây là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng rất là khó để có thể được Gia-cốp cho phép. Vì khi ông sai các con trai của mình đi mua lúa mì, ông đã quyết định là không để cho Benjamin đi cùng. Chắc có lẽ có một cái nguyên tắc về vấn đề theo như số người mà lúa mì đã được bán tùy theo số. Đáng lý ra Benjamin đi thì thêm một phần của ông nữa. Nhưng mà không, Gia-cốp vì sợ có việc gì đó xấu xảy ra cho Benjamin. Và chúng ta nhớ rằng Joseph và Benjamin là con của Rachel, là người vợ mà Gia-cốp yêu mến, muốn cưới. Nhưng mà cha vợ của ông đã trao đổi Lê-a là cô chị. Thì chúng ta thấy rằng khi ông cuối cùng cưới được Rachel và Rachel sanh cho ông hai người con, khi sanh Benjamin thì bà qua đời. Thì chúng ta thấy ở tại đây Gia-cốp rất thương hai đứa con nhỏ của mình. Benjamin ông không cho đi. Nhưng mà vì việc mà Joseph muốn thử để xem tấm lòng của các anh như thế nào, thì cuối cùng chúng ta thấy rằng Benjamin bắt buộc phải đi. Còn bằng không, họ không thể trở lại để mua lúa thóc, để lúa mì để có thể trở về mà có thực phẩm để mà ăn. Ở đây có một hình ảnh rất là tuyệt vời để giúp cho chúng ta thấy được ở trong chương 43, câu số 8. Có một sự bảo lãnh của Judah. Judah trở nên người bảo lãnh. Ông nói với Gia-cốp, đó là xin cho thằng bé đi với chúng tôi. Và chúng con sẽ đứng dậy đi ngay để tất cả chúng ta được sống. Cả chúng con, cha và các cháu nhỏ đều khỏi phải chết đói. Chính con sẽ bảo lãnh cho em và xin chịu trách nhiệm với cha. Nếu con không đưa em về cho cha và đặt nó ở trước mặt cha thì con sẽ mang tội với cha suốt đời. Nếu không chần chừ thì bây giờ chúng ta đã đi được hai chuyến rồi. Và chúng ta thấy tại đây có một cái sự bảo lãnh. Và một điều tuyệt vời khác, một nguyên tắc khác cũng được nhắc nhở với chúng ta tại đây. Đó là Gia-cốp phải cho con của mình đi. Như là dân con của mình là Benjamin trên bàn thờ. Giống như Abraham đã dâng Isaac ở trên bàn thờ. Vì ông sợ Benjamin sẽ có chuyện gì xảy ra. Và đây cũng là nguyên tắc để giúp đỡ cho chúng ta. Anh chị em, Gia-cốp rất thường xuyên đau khổ vì những điều yêu mến của ông chưa đặt trên bàn thờ của Chúa. Cái nguyên tắc dạy cho chúng ta, cái gì chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban phước trên. Rồi khi Ngài giao lại trong tay của chúng ta để chúng ta quản lý, thì chúng ta biết rằng bây giờ không phải là sở hữu của chúng ta nữa, nhưng mà thuộc về Chúa. Và trong cuộc đời đi theo Chúa, chúng ta cần nhớ những gì mà chúng ta yêu mến nhất, hãy học dâng cho Chúa, thì chúng ta sẽ còn những điều đó. Để Chúa Giê-xu dạy, những gì chúng ta giữ chúng ta sẽ mất, mà những gì chúng ta mất chúng ta sẽ còn. Tôi dùng cái hình ảnh khi chúng ta nắm một nắm cát ở trong tay của mình, chúng ta càng nắm chặt chừng nào thì những hạt cát sẽ chảy ra khỏi bàn tay, nắm tay của chúng ta. Nhưng chúng ta xòe tay ra thì cát sẽ nằm lại ở trong cái vốc tay của chúng ta, trong lòng bàn tay của chúng ta. Giữ sẽ mất, mất sẽ còn. Khi chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời, Ngài có trọn quyền pháp lý để gìn giữ, bảo vệ. Trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài, Chúa Ngài sẽ làm công việc đó. Nên khi chúng ta dâng cho Chúa, đừng sợ là sẽ mất. Nhưng mà biết chắc một điều rằng, khi chúng ta dâng, chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta giao cho Ngài. Khi Ngài có quyền sở hữu, Ngài giao lại cho chúng ta để chúng ta quản lý, thì điều đó chắc chắn sẽ là phước hạnh.
như cây gậy của Môi-se, như Isaac, con của Abraham. Và chúng ta thấy nhiều bức ảnh khác nữa ở trong đời sống của những con cái của Chúa, các thánh đồ ở trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta nguyên tắc này. Anh chị em yêu dấu, hãy tôn quý Đức Chúa Trời với những gì mình yêu mến nhất, rồi Ngài sẽ ban phước trên chúng ta để chúng ta có thể giữ điều đó một cách dài lâu trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, sau sự thử thách cuối cùng thì chúng ta thấy rằng Gia-cốp đã bằng lòng để Benjamin đi với các anh. Rồi khi đến nơi thì chúng ta thấy rằng họ đã được đoàn tụ với Simeon là người mà Joseph đã giữ lại ở tại xứ Ai Cập. Và khi các anh tề tụ đầy đủ thì chúng ta thấy Joseph đã tỏ thật với các anh em của mình ở trong chương 45 từ câu 1 cho đến câu số 15. Và khi nãy chúng tôi đã đọc, xin chúng ta lại nghe lại một lần nữa. Bây giờ Joseph không thể cầm lòng trước mặt các người hầu chung quanh được nữa, nên ông thét lên bảo mọi người ra khỏi đây đi. Vì vậy không ai có mặt ở đó khi Joseph tỏ thật với các anh em mình. Ông bật khóc lớn đến nỗi những người Ai Cập và cả hoàng gia của Pharaoh đều nghe. Joseph nói với các anh: tôi là Joseph đây, cha tôi còn sống không? Nhưng trước mặt ông, các anh em đều sợ hãi không thốt nên lời. Joseph nói: xin anh em hãy đến gần tôi. Họ lại gần, ông nói: tôi là Joseph, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập đây. Nhưng bây giờ các anh đừng đau buồn và cũng đừng tự trách mình vì đã bán tôi sang đây, vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Nạn đói đã xảy ra trong xứ 2 năm rồi và sẽ còn 5 năm không cày cấy, không gặt hái được nữa. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất và cứu mạng sống của các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ngài lập tôi làm cha của Pharaoh, làm chúa của triều đình và cai trị toàn cõi Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về gặp cha tôi và thưa: Joseph con của cha nói như thế này: Đức Chúa Trời đã lập con làm chúa của toàn cõi Ai Cập. Xin cha xuống đây với con, xin đừng chậm trễ. Cha sẽ cư ngụ trong đất Goshen và ở gần con. Cha sẽ ở với các con, các cháu của cha, bầy chiên, bầy bò cùng tất cả những gì thuộc về cha. Ở đó con sẽ phụng dưỡng cha, vì còn 5 năm đói kém nữa, để cha, gia đình cha và tất cả đàn gia súc của cha không rơi vào cảnh đói khát. Các anh và em Benjamin đã thấy tận mắt là chính miệng tôi nói chuyện với các anh em đó. Các anh hãy thuật cho cha nghe về mọi vinh quang của tôi tại Ai Cập, cũng như những gì anh em đã thấy, rồi mau chóng đưa cha xuống đây. Nói xong, Joseph ôm choàng lấy Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ anh mà khóc. Rồi Joseph ôm hôn tất cả các anh và khóc với họ. Sau đó anh em trò chuyện với ông. Ở đây một hình ảnh hết sức là tuyệt vời. Chúng ta thấy ở trong cái giây phút Joseph có thể trả thù thì ông đã bày tỏ tình yêu thương và sự nhân từ. Ở trong cái cơ hội mà nếu một người bình thường không có Chúa và không kính sợ Đức Chúa Trời, không nhận biết chương trình của Ngài, thì máu có thể đổ. Và Joseph, ông có thể lấy cái quyền hành ông đang có trong tay và có thể trừng trị các anh của mình. Nhưng mà ông liên tục trấn an, ông cảm thông được nỗi khổ ở trong lòng của họ. Vì ông nhận thấy họ đã có sự ăn năn. Ông thấy được cái nỗi lòng của họ. Họ chắc đã một phần nào hối hận về việc mình đã bán em của mình, đã đối xử tệ với em của mình. Cảm ơn Chúa, tấm gương của Joseph để lại cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời. Rất khó, nhưng trong ơn của Chúa chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể tha thứ, chúng ta có thể giảng hòa, chúng ta có thể phục hồi với những người làm tổn thương chúng ta. Và trong trường hợp này, đây là một chuyện rất lớn đối với cái nhìn của con người của chúng ta. Chuyện rất là lớn. 22 năm không phải là nhỏ. Xa quê hương, xa gia đình, ở nơi xứ người, trong những ngày đầu khi có thể bị phải đứng ở giữa chợ, người ta lột trần để những người chủ có thể đi xem xét, bỏ tiền ra mua về để làm nô lệ trong nhà của họ. Những đắng cay trải qua, những sự chụp mũ, lãng quên mà Joseph đã trải qua, thì chúng ta biết rằng đây là một chuyện rất lớn. Nhưng Joseph là người kính sợ Đức Chúa Trời, nhận biết, và ông đã nói với các anh đừng sợ, các anh đừng sợ. Các anh đừng để cho điều này làm cho các anh lo sợ. Bởi vì Đức Chúa Trời, chứ không phải các anh đâu, đã đem tôi đến đây.
Và chúng ta để ý đến ông dùng một hình ảnh để chúng ta thấy hết sức là lạ lùng về Đức Chúa Trời của chúng ta. Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ngài lập tôi làm cha của Pharaoh, làm chúa của triều đình và cai trị toàn cõi Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về gặp cha tôi và thưa Joseph con của cha nói như thế này: Đức Chúa Trời đã lập con làm chúa của toàn cõi Ai Cập. Xin cha xuống đây với con, xin đừng chậm trễ. Và chúng ta thấy ở đây có một sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời để có một cái chương trình cứu rỗi lớn được xảy ra, mà Joseph đã nhận biết điều đó. Ông nhắc nhở các anh trong câu số 5: nhưng bây giờ các anh đừng đau buồn và cũng đừng tự trách mình đã bán tôi sang đây, vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Cảm ơn Chúa về chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy phước hạnh đã xảy ra vào câu số 7: Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất và cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Cảm ơn Chúa. Một chương trình mà chúng ta thấy thật là phước hạnh xảy ra. Nó là hình bóng của những gì Đức Chúa Giêsu Ngài làm cho con người của chúng ta. Khi Chúa Ngài đến trần gian này, từ thiên đàng, Ngài từ bỏ những sự vinh hiển cao sang và Ngài đến mang lấy thân xác con người để chuẩn bị một sự giải cứu vĩ đại. Joseph ông nhìn thấy vị trí của ông ở trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời. Để chúng ta biết rằng đây là những người tộc trưởng của 12 chi phái của Israel, là tuyển dân của Chúa. Và chúng ta thấy rằng Joseph đóng một cái vai trò rất đặc biệt trong một chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời để bảo tồn sự sống của tuyển dân của Chúa. Cảm ơn Chúa vì khi chúng ta giao phó đời sống của mình ở trong tay của Chúa, Chúa có thể cho chúng ta một chỗ, một phần, một vị trí, một chỗ đứng ở trong chương trình vĩ đại của Chúa, sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài để cứu nhiều người ở trong ơn của Ngài. Joseph tỏ thật với các anh của mình làm cho họ sửng sốt và kinh khủng. Nhưng cảm ơn Chúa, sự tử tế và cao thượng trong phẩm chất của Joseph đã bày tỏ cho chúng ta thấy tin lành đã đến với họ. Tin vui đã báo cho họ biết là tội của họ đã làm thì Đức Chúa Trời Ngài có thể tha thứ. Ở tại đây Joseph tha thứ cho các anh của mình và ông khuyến khích các anh hãy quên đi những điều mình đã làm và tập trung vào chương trình lớn của Đức Chúa Trời cho các anh, cho dân tộc của mình, cho nhiều người ở trong ơn của Chúa. Joseph đã thấy tay của Đức Chúa Trời đằng sau những bất công sẽ đến cho mình. Và điều này được nhắc lại trong chương 50 mà tuần tới chúng ta sẽ học. Thì chúng ta thấy ông nói một cách rất là rõ ràng, chắc chắn với các anh. Khi lúc bây giờ Jacob qua đời, các anh sợ là bây giờ cha qua đời, chắc Joseph sẽ không còn nể mình nữa. Nhưng mà Joseph một lần nữa nhắc nhở về điều mà ông đã nhận biết. Việc ông bị đối xử tệ, bị bán làm nô lệ ở trong những hoàn cảnh khó khăn nằm ở trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời để cứu nhiều người. Cảm ơn Chúa. Trong phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho Joseph thì chúng ta cũng thấy phước hạnh có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Anh chị em, khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, khi chúng ta là người đầu tiên trong gia đình tin Chúa, chắc chắn chúng ta gặp sự bắt bớ một cách khó khăn lớn lao của gia đình. Có những trường hợp cha mẹ từ không muốn nhìn mặt mình. Chúng tôi nghe những câu chuyện có các chị em vì cha của mình nhốt ở trong nhà, trong phòng, không cho ra ngoài, không cho thức ăn, nước uống vì đức tin của mình nơi Chúa. Nhưng tạ ơn Chúa, trong sự nhận biết Chúa và giao phó hoàn cảnh của mình ở trong tay của Chúa, cuối cùng thì những người thân thương đã thấy, đã hiểu và cả gia đình đã tin Chúa. Thái độ của chúng ta và đời sống của chúng ta đối diện với thách thức, khó khăn, thử thách mà đúng, mà tốt đó, thì chúng ta sẽ thấy kết quả rất là phước hạnh. Và điều khác nữa, chúng ta hãy nhận biết chúng ta ở trong tinh thần mà tôi đã nhắc nhở anh chị em nhiều lần và xin lặp lại ở tại đây. Đừng tủi thân và nói rằng mình là người duy nhất trong gia đình tin Chúa. Nhưng mà hãy nói trong tiếng nói của đức tin, tôi là người đầu tiên. Những sự mắc bớ này tôi trải qua để rồi gia đình thấy được rằng đức tin của tôi nơi Chúa rất thật. Không phải đi theo một phong trào, cũng không phải theo đạo giáo của một ai đó, nhưng mà niềm tin, một mối liên hệ được mắc lại với Đức Chúa Trời. Và cái lòng tin của chúng ta vững chắc vượt qua những bão tố thách thức và luôn cả sự bắt bớ của gia đình. Gia đình nhận biết đức tin của chúng ta là đức tin thật. Và rồi Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở mắt họ.
và họ sẽ là người thứ hai, thứ ba, thứ tư, những người còn lại trong gia đình, gia tộc của mình được biết Chúa, được đến với Ngài. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi, hãy học biết lẽ thật này để chúng ta đối diện với thách thức cũng như cái nhìn tương lai cho gia đình, gia tộc của mình ở trong cái nhìn của đức tin. Là chúng ta hãy kiên nhẫn cầu thai cho gia đình của mình. Nếu họ chưa hiểu và bắt bớ mình, hãy cầu nguyện cho họ. Và rồi một ngày Chúa Ngài sẽ mở mắt họ để họ cũng sẽ được Chúa cứu, được chuyển vào vương quốc. Vì Đức Chúa Trời cho chúng ta tin Chúa trước ở trong gia đình của mình, chúng ta được đặc ân đó và cũng nhận được những sự ban thưởng của Chúa mà chúng ta sẽ học kế tiếp. Gia-cốp và gia đình của ông đã được cho một vùng đất rất tốt. Khi Gia-cốp cuối cùng đã lên đường và di chuyển sang xứ Ai Cập, thì chúng ta thấy việc này đã đem lại một cái ảnh hưởng rất là lớn. Điều mà chúng ta cũng thấy rất lạ tại đây, Pharaoh và cả triều đình của ông trân quý cái vai trò và công việc của Joseph, đã cứu và đã làm nhiều cái phước hạnh cho nước Ai Cập. Đến độ khi cha của ông và các anh em đoàn tụ với ông, thì chúng ta thấy rằng nhà Pharaoh vui mừng. Trong chương 45 từ câu 16 cho đến câu 24 chép, khi tin tức đến tai hoàng gia Pharaoh rằng anh em Joseph đã đến, Pharaoh và quần thần đều vui mừng. Pharaoh nói với Joseph, hãy bảo anh em ngươi làm điều này. Hãy chất đồ lên lừa và trở về xứ Canaan. Rước cha và gia đình của các ngươi xuống ở với ta. Ta sẽ ban cho các ngươi phần tốt nhất trong xứ Ai Cập, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Các ngươi hãy nói lại với họ thế này, hãy đem xe từ Ai Cập về chở vợ con và rước cha của các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài sản mình, vì những gì tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ thuộc về các ngươi. Các con trai của Israel đã làm đúng như thế. Joseph theo lệnh của Pharaoh cấp xe cộ cũng như lương thực cho anh em dùng đi trong lúc đi đường. Ông tặng cho mỗi người một bộ quần áo. Còn Benjamin thì ông tặng 300 miếng bạc và 5 bộ quần áo. Ông cũng gửi về cho cha 10 con lừa chở đầy các vật quý nhất trong xứ Ai Cập. 10 con lừa cái chở lúa mì, bánh và lương thực để cha dùng trong lúc đi đường. Rồi Joseph tiễn anh em mình lên đường. Ông dặn họ đừng cãi cọ nhau dọc đường. Một lời căn dặn hết sức ý nghĩa. Hãy bỏ quên chuyện của quá khứ. Đừng đổ lỗi cho nhau trên đường, đừng cãi cọ nhau. Và chúng ta rút tỉa được một số những bài học hết sức quan trọng tại đây. Gia-cốp và gia đình của ông được ban cho vùng tốt nhất của xứ Ai Cập. Đó là vùng Goshen. Cảm ơn Chúa. Đây là vùng đất tốt nhất ở trong cả xứ Ai Cập. Thì là được ban cho gia đình của Joseph. Đây là phước hạnh mà chúng ta cũng có ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, chúng ta đặt mình vào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ ban cho chúng ta điều tốt nhất. Bởi vì tất cả những gì Chúa Giê-xu đã trải qua, như Joseph đã trải qua, thì cái phần thưởng đó là gia đình của mình sẽ được điều tốt nhất. Xứ Goshen là xứ rất là màu mỡ. Và chính miệng của Pha-rôn nói rằng các ngươi hãy đến và hưởng màu mỡ của đất. Lời khen Chúa của chúng ta. Một điều khác nữa để nhắc nhở cho chúng ta tại đây, Benjamin, ông không có lỗi về việc đã ném Joseph xuống hang sâu, cũng không giữ phần bà trong công việc bán Joseph làm nô lệ. Thì chúng ta thấy tại đây ông nhận được 300 miếng bạc. Cái số 300 là một cái con số biểu tượng của bước đi với Đức Chúa Trời. Ông nhận được 5 bộ quần áo. Con số 5 cũng mang một ý nghĩa của ân điển. Chúng ta cảm ơn Chúa và phước hạnh mà Chúa ngài muốn nhắc nhở chúng ta ở tại đây. Đó là khi chúng ta giữ mình trong sạch ở trước mặt Chúa, đừng can dự vào tội lỗi, Chúa có phần thưởng cho chúng ta. Người đời có thể nói chúng ta cù lần, không biết ăn chơi, không biết phạm tội. Nhưng mà đừng để cho những điều đó kéo chúng ta phạm tội giống như họ. Giữ mình trong sạch. Đức Chúa Trời có phần thưởng cho những người giữ đời sống của mình trong sạch trước mặt Chúa. Ân điển của Ngài dư dật. Và khi chúng ta đồng bước đi với Đức Chúa Trời, Chúa Ngài cũng có những phần thưởng phước hạnh dành ban cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Gia-cốp bây giờ được nghe tin tức về Joseph con của mình. Chúng ta nhớ 22 năm sau. Chương 45 từ câu 25 đến 28. Các anh em từ Ai Cập trở về Canaan gặp Gia-cốp cha mình. Họ báo với ông, Joseph hãy còn sống và đang cai trị toàn cõi Ai Cập. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn dửng dưng vì ông không tin lời họ nói.
Nhưng khi họ kể lại cho ông tất cả những lời Joseph đã nói với họ, và khi thấy xe cộ mà Joseph gửi về để rước mình, thì tâm thần Jacob cha họ mới hồi tỉnh. Israel nói, thế là đủ rồi, Joseph, con trai ta vẫn còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Cảm ơn Chúa. Điều mà Jacob không tin nổi. Sau 22 năm, ông được biết tin là đứa con trai mà ông yêu mến, đến độ ông may cho một chiếc áo nhiều màu sắc đặc biệt đó. Tưởng nó đã chết, nhưng mà bây giờ nó đang sống. Mà không phải chỉ là một người sống còn ở tại xứ người, nhưng lại là người đang cai trị toàn cõi Ai Cập. Lạy khen Chúa, tin vui này, phước hạnh vô cùng phải không chị em? Cảm ơn Chúa, khi chúng ta trở lại với Chúa tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống. Để chúng ta như đứa con quan đàn đó, tưởng nó mất hết tất cả. Cảm ơn Chúa, Chúa cho Chúa phục hồi ở trong ơn của Ngài. Và Chúa Ngài ban cho chúng ta sự giàu có trong Đấng Christ, thẩm quyền ở trong Đấng Christ, để chúng ta lại được vị trí cai trị như Chúa Ngài đã định khi Ngài dựng nên loài người chúng ta. Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta, để họ quản trị loài cá biển, loài chim trời, mọi vật sống hành động trong đất. Cảm ơn Chúa vì sự phục hồi của Chúa cho đời sống của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Trong 22 năm, Jacob tin rằng Joseph đã chết. Và điều mà chúng ta cũng để ý tới đây, khó hiểu, nhưng mà cũng là cách mà Đức Chúa Trời đã làm. Và Đức Chúa Trời không chỉnh sửa cái tin tức này cho Jacob. Đức Chúa Trời yên lặng. Đức Chúa Trời chọn yên lặng trong những vấn đề nào đó để thực hiện công việc đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Nhất là trong những lúc chúng ta trải qua những sự khó khăn, thử thách. Nhiều lúc chúng ta hỏi tại sao Chúa bình thường thì Ngài phán một cách rất là rõ ràng và chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Ngài. Nhưng mà trong những lúc thử thách thì chúng ta thấy Chúa dường như yên lặng. Anh chị em, Chúa Ngài cũng như người giám khảo ở trong cái cuộc thi của chúng ta. Bình thường thì Thầy dạy dỗ lên tiếng. Nhưng trong phòng thi, trong lúc chúng ta trải qua sự thử thách, thì Thầy trở nên giám khảo đó, không nói một tiếng nào. Thì đó là giây phút mà chúng ta phải chứng minh rằng mình đã nắm được vấn đề, mình đã nhớ được những gì đã học. Và kỳ thi cho thấy mức độ của chúng ta. Đức Chúa Trời, Ngài chọn yên lặng ở trong những giây phút mà chúng ta thấy rằng khó quá. Vấn đề đang nóng bỏng. Tại sao Chúa không lên tiếng? Câu trả lời bởi vì Chúa Ngài cho phép sự thử thách đó xảy ra để biết chúng ta thật ra đã trở nên như thế nào. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã phán sau 22 năm yên lặng. Và sau 22 năm này, Jacob nghe tin tức của Joseph và bây giờ Đức Chúa Trời cũng đã phán với ông. Cảm ơn Chúa. Gia đình của Israel cuối cùng đã xuống Ai Cập ở trong chương 46 từ câu 5 cho đến câu số 27. Với sự sum họp của Jacob và Joseph, chúng ta thấy thật là tuyệt vời đã diễn ra. Gia đình của Jacob ý kiến Pharaoh, mà chúng ta thấy Pharaoh đã cho họ đất để định cư ở tại Goshen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, nhân vì những phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho gia đình của Joseph và Jacob ở tại đây, ở xứ Goshen, tôi xin nhắc nhở anh chị em là Đức Chúa Trời Ngài vẫn có cái xứ Goshen cho tuyển dân của Ngài. Trong những ngày khó khăn chúng ta trải qua trên đất này, hãy luôn công bố, tôi chạy vào xứ Goshen, nơi đụm sữa, nơi màu mỡ. Chúa Ngài có quyền để chu cấp và bảo vệ. Tôi chọn, hãy tuyên bố năm nay, 2023 là năm chúng ta ở trong Goshen của Đức Chúa Trời. Vì Ngài bảo vệ, Ngài gìn giữ chúng ta. Và có lời tiên tri rằng năm nay là năm Goshen của những người tin kính Chúa. Cho nên hãy công bố, đặt lòng tin của mình và chọn chạy đến xứ mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta. Và chúng ta sau này sẽ được nghe nhắc đến Goshen một lần nữa. Khi ngày lễ vượt qua xảy ra, cả xứ Ai Cập tiếng khóc in ỏi. Thì tại Goshen, tuyển dân của Chúa ở một cách bình yên, không một tiếng chó sủa. Vì Đức Chúa Trời Ngài có quyền để có thể phủ bóng che, gìn giữ bảo vệ chúng ta dù thời tiết, hoàn cảnh chung quanh chúng ta, tình hình chính trị như thế nào. Chúa có thể bảo vệ chúng ta trong ơn của Chúa. Ngài khen Chúa.
chương 47 từ câu 13 cho đến câu 26 cho chúng ta thấy rằng cân đối kém làm cho sứ bị kiệt quệ. Vì đó cho chúng ta thấy thật là một kế hoạch kỳ diệu mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho Pharaoh thấy, rồi cho Joseph biết để có thể giải giấc mơ này. Và ông đã có một kế hoạch để trong những năm được mùa chừa lại, thu trữ để dành cho 7 năm khó khăn. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng đã cứu được không phải chỉ những người Ai Cập, dân Israel lúc còn ở trong trứng nước, mà chúng ta thấy rằng cũng cứu cái vùng đó của thế giới trong lúc bây giờ. Ngài khen Chúa, Joseph từ một nô lệ và tù nhân trở thành người vĩ đại nhất và thịnh vượng nhất ở trong thế hệ của mình. Đây là phần ban thưởng của Chúa cho chúng ta. Trong sự nhồi nặng, trong sự chuẩn bị, chúng ta thấy có những thử thách rất lớn, có những cơn thử lửa rất lớn. Nhưng mà tấm gương tuyệt vời Joseph để lại cho chúng ta. Khi ông thắng rồi, giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, không để những sự cám dỗ, không để cho những sự chụp mũ, những sự vu khống làm cho lòng của chúng ta trở nên cay đắng, thì Đức Chúa Trời có phần thưởng cho chúng ta. Là chúng ta thấy Joseph được cất nhắc lên, được Chúa Ngài ban phước, và ông đã trở thành người vĩ đại nhất. Một cái danh từ mà chúng ta thấy hơi khó hiểu, nhưng mà được nhắc đi nhắc lại trong các đoạn kinh thánh này, đó là Đức Chúa Trời đã làm cho Joseph là cha của Pharaoh. Để nói đến một cái vai trò và một cái ảnh hưởng lớn như là Joseph là cha của Pharaoh. Và chúng ta nhớ Pharaoh là vua của cả đế quốc Ai Cập. Ông được Chúa Ngài cất nhắc một cách kỳ diệu như vậy. Thật là phước hạnh. Thì chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài cất nhắc chúng ta ở trong ơn của Chúa. Thì chúng ta trung tín với Chúa. Khi chúng ta bước đi trong lòng kính sợ Chúa, thắng lời của Chúa sau này, cho chúng ta thấy có một cái mão trừ thiên dành cho những người thắng. Nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta học theo gương của Joseph để chúng ta sẽ thắng ở trong những cơn thử thách, trong những lúc chúng ta trải qua những sự khó khăn ở trong đời này. Vì có một mão miệng, một cái vương miệng dành cho những người đắc thắng. Xin Chúa ban phước cho chúng ta ở trong ơn của Chúa, và những người trong thế hệ của chúng ta sẽ nhận thấy Chúa thật sự có ban phước trên đời sống của chúng ta. Sáng thế ký chương 47 từ câu 27 đến 31 cho chúng ta thấy những ngày cuối cùng của Gia-cốp. Ông đã gọi các con đến và ông đã chúc phước trên các con của mình. Sau 22 năm Đức Chúa Trời yên lặng, thì bây giờ Đức Chúa Trời phán với ông, hướng dẫn ông. Ơn và lời chúc phước của ông có tính cách tiên tri cho từng người con của mình, và sau này ứng nghiệm trên từng chi phái của Israel. Và đặc biệt chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài ban phước và hướng dẫn ông, để rồi phước hạnh của Chúa đã bày tỏ ra khi ông chúc phước cho hai con trai của Joseph, thứ tự không đúng theo như đai vế của họ, nhưng mà theo sự ban phước và chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa và những lời tuyên bố tiên tri của Gia-cốp trên các con trai của mình. Chúng ta để ý nghiên cứu, chúng ta thấy tất cả đều được ứng nghiệm ở trong ơn của Chúa. Rồi Gia-cốp qua đời, việc an táng của ông cũng là một thứ phước hạnh mà chúng ta thấy thật Đức Chúa Trời Ngài hứa, Ngài ban phước ở trên ông khi ông gặp Chúa ở tại Bethlehem. Ở xứ người, ông không phải là người làm một cái ơn cho nước Ai Cập, mà là con trai của ông. Nhưng chúng ta để ý đến đây, Gia-cốp khi ông sống ở tại Ai Cập 17 năm thì ông qua đời. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là nước, gia đình của nhà của Pharaoh đã, dân Ai Cập đã để tang cho ông trong 70 ngày. Một lần nữa đặc ân của Chúa dành cho những người kính sợ Chúa. Chúng ta nhớ Gia-cốp là người vật lộn với Đức Chúa Trời và con người, và ông luôn thắng. Đức Chúa Trời Ngài đổi tên ông từ Gia-cốp, một người lương lẹo, trở nên một người được Đức Chúa Trời Ngài ban phước, chuyển tên của ông từ Gia-cốp sang Israel, là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Ngài khen Chúa, kết thúc của cuộc đời của ông cũng được tôn trọng hết sức đặc biệt. Và ước mơ của ông là xin được chôn ở tại quê nhà của mình, ở tại cánh đồng Mạc-bê-la ở Hebron, mà
ông nội của ông là Abraham đã mua. Ông ước mơ được chôn cất ở tại đó. Và sau khi xác ông được ướp, người ta đã mang ông về và chôn cất ở tại nơi mà ông ao ước. Cảm ơn Chúa. Những chi tiết này dạy cho chúng ta nhiều bài học rất là quan trọng. Và xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta cùng rút tỉa để áp dụng cho đời sống của mình. Thứ nhất là về sự hòa giải. Tại cái chỗ của sự tái hợp với nhau trong hòa bình và mối thông công, sự hợp lại của tấm lòng và tâm trí trong sự hiệp nhất và vui mừng, thì chúng ta thấy có cái giá phải trả. Thì con đường dẫn đến sự hòa giải là trũng của sự hạ mình và thử thách một cách rất là khốc liệt. Anh chị em yêu dấu, nhưng mà cái kết quả của nó là tốt nhất. Kết quả của nó là phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa ngài cho tôi được dự phần vào trong một số những khoảnh khắc tuyệt vời. Và tôi xin nhắc lại đây để anh chị em có thể thấy được cái giá mình phải trả. Nhưng mà cái kết quả của nó thì phước hạnh vô cùng. Anh chị em, trong ngày kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Thánh, chúng ta đã được nhắc nhở về một cái biến cố rất là đặc biệt vào năm 2005 ở tại Đại hội Biến đổi Thế giới tại Jakarta, thủ đô của nước Indonesia. Ngày hôm đó, Chúa cho tôi được dự phần vào để đem lại sự hòa giải cho 13 nước của Đông Nam Á với nhau và với nước Nhật. Tôi nhớ khi thì giờ để thảo luận có tính cách của các nhóm, thì chúng tôi sống ở tại Mỹ này cho nên được cắt đặt là sẽ đến trong cái nhóm thảo luận của Bắc Mỹ. Nhưng vì tiếng gọi và sự thôi thúc của Chúa thì kéo tấm lòng của tôi và tôi tẻ bước đi về hướng của Đông Nam Á. Và khi ngồi tại đó trong lúc những người hướng dẫn ngợi khen, thì có một sự khải tượng của Chúa ngài cho thấy. Trong con mắt của tâm linh tôi thấy một người Việt Nam cổ bị xiềng vào trong các nước lân cận của Campuchia, của Thái Lan, của Malaysia, của Indonesia. Thì tôi đặt câu hỏi với Chúa là Chúa, hình ảnh này có ý nghĩa gì? Thì Chúa cho tôi hiểu. Đó là những cái sự oán giận, những cái rạn nứt cũng như sự thù oán mà nó đã cột trói người Việt Nam. Vì những thuyền nhân Việt Nam cũng như những người vượt biển, vượt biên đã trải qua. Rất là nhiều người đã chết trên đường đi vượt biên qua con đường của Campuchia đi sang Thái Lan. Rồi nhiều người chết vì cướp của Thái Lan, cướp biển. Nhiều thuyền nhân đã chết vì đường lối của chính phủ Malaysia đã kéo những chiếc thuyền trở lại Biển Đông. Bởi vì như vậy mà nhiều người đã chết. Và khi các thuyền nhân cập bến các đảo của Indonesia cũng bị đối xử một cách rất là tệ. Và được giữ ở những cái đảo chật người, không đủ điều kiện của vệ sinh, thì nhiều người cũng đã chết. Và khi tôi trình bày điều đó với người hướng dẫn là tiến sĩ Iman Sotoso, ông nói, ô, điều này quý quá. Chúng ta phải đưa lên để rồi sẽ có một sự tha thứ hàn gắn hòa giải của các dân tộc. Cảm ơn Chúa, khi tôi trình bày cái điều đó thì đại diện của các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, các mục sư chạy lên ôm lấy tôi và họ đứng vào trong vị trí của dân tộc của họ, xin tôi đứng vào trong vị trí của các thuyền nhân Việt Nam, tha thứ cho họ. Trong nước mắt họ xin sự tha thứ, chúng tôi công bố sự tha thứ và có một cái sự hàn gắn, một sự tuyệt vời xảy ra trong lúc đó. Cảm ơn Chúa, có một sư người Nhật, lúc bây giờ ông thét lên bóng rằng, tôi biết rồi, tại sao trong những ngày qua, tôi hỏi Chúa, sao Chúa con muốn trở về Nhật, và tại sao Chúa vẫn giữ con ở tại Đông Nam Á này? Bây giờ tôi mới biết tại sao. Và ông quỳ xuống ở giữa phòng, ông xin 13 quốc gia Đông Nam Á tha thứ cho Nhật Hoàng và quân đội Nhật đã từng đổ bộ và đem lại những sự hủy diệt tàn hại cho các nước Đông Nam Á. Lính Nhật đã làm những việc rất là ác, giết rất là nhiều người, giết chết họ ở trước mặt vợ con của họ.
và rất là nhiều điều kinh khủng đã xảy ra. Và cảm ơn Chúa, trong nước mắt các đứa cũng ôm lấy vị mục sư người Nhật này. Và chúng tôi công bố sự tha thứ của Chúa và sự phục hưng đã xảy ra. Sự hàn gắn đã diễn ra ở trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa. Và đây là điều tôi muốn nói. Khi việc đó xảy ra ngày hôm sau thì cái mạng lưới cầu nguyện cho khối Đông Nam Á đã chuyển mình. Vì hai năm trước đó đã được thành lập nhưng không có kết quả, không có hoạt động một cách tốt đẹp vì còn có những hiềm khích giữa các dân tộc với nhau. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi sự phục hòa xảy ra thì ngày hôm sau các mạng lưới cầu nguyện của Đông Nam Á đã hoạt động một cách tốt đẹp và kể từ đó cho đến hôm nay có những cuộc hội nghị, có những hội đồng cầu nguyện đã được tổ chức và phước hạnh của Chúa đã tuôn tràn. Việc xảy ra một cách phước hạnh. Đây là điều mà tôi muốn nói để chia sẻ với anh chị em cái giá mà phải trả. Tôi đem sự hàn gắn hiệp một cho 13 quốc gia Đông Nam Á với người Nhật và người Việt Nam với các nước. Thì tạ ơn Chúa, việc đã xảy ra ở kỳ hội nghị đó. Nhưng khi tôi về đến Houston, khi máy bay đáp, anh em ra rước tôi, thì tôi nghe tin ở tại nhà một sự chia rẽ lớn đã được tính toán và diễn ra. Thật là một cái trả đũa của kẻ thù. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cái con đường dẫn đến sự giảng hòa là trũng của sự hạ mình. Nên chúng ta phải biết cái giá phải trả. Và có những cái thử thách khốc liệt xảy ra. Bởi vì những gì chúng ta công bố bằng miệng, Đức Chúa Trời sẽ thử trong đời sống của chúng ta. Thì xin Chúa ngài ban phước để chúng ta nhận biết điều đó. Từ vấn đề của tấm lòng, sự giảng hòa là vấn đề của tấm lòng, chứ không phải chỉ những vài lời nói ngọt ngào. Cần thiết có công việc của ân điển trong tấm lòng để chúng ta có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm cho người được hòa bình, chúng ta là sứ giả của mình, chúng ta là những người đi giảng hòa. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta có thể kinh nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta. Joseph đã kinh nghiệm Manasseh. Chúng ta nhớ tên của Manasseh có nghĩa là làm cho quên. Ông đã được phước của Chúa và đó là lý do tại sao đời sống của ông có kết quả Ephraim và trong ơn của Chúa. Quả giải có hai mặt. Nếu một bên không có gì trong lòng thì bên kia vẫn phải thực hiện phần của mình để được quả giải. Xin Chúa ngài cho chúng ta thấy để chúng ta sẽ là những người được Chúa ngài sử dụng chúng ta ở trong ơn của Chúa. Trả giá để đạt được cơ nghiệp cũng là một lẽ thật khác chúng ta có thể rút tỉa được. Gia đình Joseph có một vùng đất tốt nhất để làm sứ, làm cơ nghiệp của họ, để nơi họ sinh sống. Joseph đã phải trả một cái giá cho đặc ân này qua hành trình chịu khổ lâu dài của mình. Anh chị em yêu dấu, tạ ơn Chúa vì có một Đức Chúa Trời và đấng cầm cán cân công lý. Đấng đã tuyên bố Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống nấy. Khi chúng ta trả giá bằng những sự đau khổ trong đời sống thì Đức Chúa Trời ngài cũng sẽ cho chúng ta trải nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Không phải là ngẫu nhiên mà Pharaoh đã cắt đặt cái sứ tốt nhất, cái nơi tốt nhất của cả cái đế quốc của ông cho gia đình của Joseph ở. Chúng ta cũng cần phải làm cho mình đủ phẩm chất và trả giá để có một cơ nghiệp lớn lao mà Chúa ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua một số những hoạn nạn trong đời sống, thử thách ở trong đời sống. Nhưng hãy đứng vững, mặc lấy giáp trụ của người tín đồ, đứng một cách vững vàng. Có nhiều khi chúng ta phải cắn răng chịu những cái chụp mũ, những cái lời của con người có thể nói chúng ta không ra gì. Họ đối xử với chúng ta như các anh của Joseph đã từng đối xử với ông, không có một lời tốt đẹp nào khi họ nói chuyện với ông. Có nghĩa là lời của họ là những cái lời bóng gió, những lời khinh miệt, những lời trêu chọc cái thằng nằm mộng, vân vân. Nhưng mà giá Joseph đã trả đó, công đức Chúa Trời là đấng thấy hết tất cả mọi sự và ngài đã ban thưởng cho ông một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Hình ảnh thứ ba mà chúng ta có thể rút tỉa được đó là phải có sự phân rẽ giữa thế gian tội lỗi. Này nói đến sự thánh khiết. Ai Cập thì chúng ta biết rằng một cái đất nước được nổi tiếng cho đến ngày hôm nay là một cái đất nước chuyên việc úp xác người chết. Ai Cập nói đến thế gian và kết cuộc của thế gian là sự chết và địa ngục. Cho nên tuyển dân của Chúa, ở trong sự sắp đặt của Chúa, họ không thể sống ở giữa những người Ai Cập được.
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cái vùng đất, lại là vùng đất tốt nhất, để họ có thể sống một cách riêng biệt, để họ có thể giữ sự thờ phượng Đức Chúa Trời, mà họ không trà trộn với những người Ai Cập, để họ không kết hôn với người Ai Cập. Và Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài được biệt riêng, ngay ở giữa những điều ác. Cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể sống ở giữa thế gian này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Cảm ơn Chúa, hãy ở trong vùng đất phước hạnh, thánh thiện mà Chúa Ngài đã dành, đã gọi cho chúng ta, vùng Gô-sen thuộc linh của chúng ta. Đừng trà trộn với những người không biết Chúa, với những người của thế gian này, mà sống một cái thánh khiết như là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ người thanh niên trẻ Daniel và ba bạn của ông đã chọn biệt riêng cuộc đời của mình. Mặc dù họ sống ở giữa tội lỗi, họ sống ở trong một cái xứ mà đường lối của Nebuchadnezzar muốn đồng hóa họ. Đầu tiên là ông đổi tên của họ, từ tên của những con người có liên hệ với Đức Chúa Trời. Những chữ El phía sau tên của họ là viết tắt của chữ Elohim, Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy rằng đã đổi qua tên của các thần của xứ Babylon. Nhưng mà họ vẫn giữ tấm lòng và đời sống của họ trong sạch trước mặt Chúa, không để cho mình bị ô uế bởi thức ăn của vua ăn, là những thức ăn đã cúng cho tà thần của người Babylon. Đức Chúa Trời đã ban phước và cất nhắc họ tiến cao ở trong ơn của Chúa, đến độ Daniel cao nhất so với ba tể tướng và 120 thống đốc của các tỉnh, các xứ ở trong đế quốc của Babylon và Medo Ba Tư. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta, để chúng ta phải có một đời sống tách biệt như vậy. Không phải lập dị, nhưng mà chúng ta có một ranh giới rõ ràng. Những điều người khác có thể nói, chúng ta không nói được. Những từ ngữ người ta sử dụng, chúng ta không sử dụng được. Lối sống của họ, chúng ta cũng không thể nào sống và để cho mình bị đồng hóa. Chúng ta đem đạo vào đời, chứ chúng ta không đem đời vào đạo. Niềm tin của chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, phải ảnh hưởng vào ở trong đời này, để chúng ta không để cho đời làm cho chúng ta mất mạng, mà làm cho chúng ta bị mờ tối đi với ánh sáng mà Chúa đã thắp lên trong cuộc đời của chúng ta. Bài học thứ tư mà chúng ta có thể học được là sự khôi phục và sự cứu rỗi của gia đình. Joseph là người đã giải cứu gia đình của ông. Ông đã được Chúa Ngài mang ông qua Ai Cập trước để cứu gia đình của mình. Chúng ta cũng cần cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta trở thành những cột trụ và là người giải cứu cho gia đình của mình. Tôi cầu nguyện cho các anh chị em, và tôi muốn hé mở điều này để khích lệ, nhắc nhở anh chị em. Tôi cầu nguyện để mỗi con cái của Chúa thuộc về VBC Houston, chúng ta là những con người được Chúa cho chúng ta trỗi cao, nổi bật so với các anh chị em ở trong gia đình, trong dòng họ của mình. Để khi nói đến một người được tất cả mọi người trong gia tộc của mình nể phục, thì là những người con cái của Chúa. Vì chính đời sống của chúng ta sẽ chứng minh rằng Đức Chúa Trời của chúng ta hiện hữu. Từ đời sống tài chánh, sự dâng hiến của chúng ta, Chúa Ngài ban phước để khi thế giới, hoàn cảnh xung quanh của chúng ta có những sự suy thoái, có những điều gây những sự khó khăn, thì Đức Chúa Trời vẫn ban phước cho chúng ta. Như Isaac, khi ông gieo ở trong những ngày của hạn hán, Đức Chúa Trời cho ông thu hoạch gấp trăm lần hơn những gì ông gieo ra. Để phước của Chúa có thể thể hiện xuyên qua cuộc đời của anh chị em, cầu cho gia tộc của chúng ta nhìn chúng ta và nói rằng cái người đó, khi họ ý kiến, họ hỏi chúng ta, khi họ cần những cái cố vấn vấn đề thuộc linh, họ chạy đến với chúng ta. Khi nói đến phước của Chúa và ảnh hưởng, đều tên của chúng ta được nhắc đến. Đó là điều mà tôi cầu nguyện, bởi vì anh chị em, chúng ta là những người được Chúa Ngài cho được cứu trước. Vậy chúng ta có thể làm một phước cho gia đình và gia tộc của mình, như Joseph đã được mang đến trước ở xứ Ai Cập là như vậy. Thứ năm, những bài học từ lời công bố tiên tri của Gia-cốp trên các con trai của mình. Chúng ta thấy những sự lựa chọn ở trong đời sống của từng người cũng rất là quan trọng. Chúng ta cũng đã thấy được hình bóng của hội thánh Israel thuộc linh, cũng bao gồm nhiều chi phái khác nhau. Thì chúng ta thấy hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng có nhiều hệ phái, nhiều chi phái. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có một khải tượng rõ ràng như là những hội thánh mạnh mẽ gần với phước hạnh và tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đừng thỏa lòng với việc của truyền thống của con người. Cũng đừng quá trung thành để rồi chúng ta bảo vệ và chúng ta trung thành với giáo hội hơn với Đức Chúa Trời.
Tín đồ đường lối của giáo hội làm cho chúng ta khiếp sợ và làm theo, mặc dù chúng ta biết những điều đó nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa nghe ban phước để chúng ta sẽ tấn tới trong ơn của Chúa. Điều khác là đừng để ai cất lấy mão triều thiên hay là cơ nghiệp của chúng ta. Joseph chịu thử nghiệm, như Ruben đã bị thử nghiệm về tội gian dâm. Ruben thất bại, Joseph thắng. Đây là một điều mà chúng ta thấy nổi bật ở trong cuộc đời của Joseph. Ruben thất bại và đã đánh mất phước hạnh được ban cho phần gấp đôi của quyền trưởng nam từ cha của mình. Vì lời của Chúa cho chúng ta thấy Joseph thì được cha ban gấp đôi, còn Ruben mặc dù là con trưởng nhưng không được ban gấp đôi như đã định. Joseph vượt qua thử nghiệm nên ông được ban cho phần gấp đôi. Tạ ơn Chúa. Và hai con trai của Joseph chúng ta thấy được lập thành chi phái ngang hàng với các bác và chú của mình. Thật là tuyệt vời phải không cha? Chúa có phần ban thưởng cho những người đắc thắng là như vậy. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng, sự tha thứ không bảo đảm sự phục hồi hoàn toàn như cũ. Đây là điều mà chúng ta cần nhớ ở trong đời sống của chúng ta. Một số cơ đốc nhân, chúng ta cho phép mình phạm tội. Vì ta nghĩ rằng, mình cứ phạm tội đi rồi khi mình ăn năn Chúa tha thứ, thì mọi việc sẽ trở lại như cũ. Không anh chị em, nó vẫn để lại những đổ vỡ, những cái vết sẹo, những cái khó khăn mà chúng ta đôi khi phải gặp những ngày còn lại của cuộc đời của mình. Điều này nhắc nhở chúng ta đúng, ân điển của Chúa đủ để tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà hậu quả của việc chúng ta làm, nó còn để lại những vết thương trong đời sống của chúng ta. Nhiều năm về trước, tôi đọc một câu chuyện, một ẩn dụ để nhắc nhở. Có một người mẹ yêu thương con của mình, nhưng khi con phạm những cái lỗi lầm, nghịch với mẹ, mà con xin lỗi thì mẹ tha thứ. Nhưng mà con cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì người mẹ nghĩ ra một cái cách để dạy con của mình. Đó là bà mai một cái trái tim bằng vải và để trước cửa phòng của con của mình. Mỗi lần con làm những cái việc tội thì người mẹ lấy một cái cây kim đâm vào ở trong cái gối vải bằng hình trái tim đó. Khi con ăn năn, người mẹ rút cái kim ra. Sau một thời gian, người mẹ chỉ cho con thấy đó là tội con xin mẹ tha, nhưng mà trên cái gối vẫn còn để lại những cái lỗ của những cái kim đã từng đâm vào trái đó. Lời chúc phước của Gia-cốp cho các con trai của mình nhắc cho chúng ta một điều: những sự lựa chọn trong đời sống của chúng ta có cái hậu quả của nó. Nên khi chúng ta bị cám dỗ phạm tội, cảm ơn Chúa vì chúng ta được lời của Chúa nhắc nhở, và Đức Chúa Trời chúng ta là đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta vì ân điển của Chúa rất lớn. Nhưng hậu quả của tội chúng ta làm có thể ảnh hưởng đến con cháu của chúng ta, đến đời sống của chúng ta, vì nó sẽ không như cũ. Nó không giống như trước đây nữa. Mặc dù có được sự tha thứ của Chúa. Lấy thí dụ chúng ta còn nhớ khi Ruben đánh mất cái phần gấp đôi của mình khi ông phạm tội. Như đứa con hoang đàn, mặc dù trở về cha có phục hồi đó, nhưng mà đã hoang phí hết nửa phần gia tài của cha. Giờ chúng ta thấy David sau khi ông phạm tội với Bathsheba rồi giết chồng của bà, thì chúng ta thấy gia đình của ông đã nhân lên và vương quốc của ông đã chịu khổ nhiều khi ông gặt những gì ông đã gieo. Các con trai của ông đối xử với các em gái của mình, và Absalom muốn phế ngôi của ông. Những điều hậu quả của tội lỗi có thể ở trên đời sống của chúng ta. Tôi nhấn mạnh điều này để nhắc cho chúng ta một điều: chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Ân điển của Chúa đủ để tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà tội chúng ta phạm ở trước mặt luật pháp, chúng ta phải trả. Thí dụ như một người có thể phạm những điều phạm pháp, Đức Chúa Trời tha thứ, nhưng mà án tù thì người đó phải trả. Cho nên chúng ta nhớ điều này và nhắc nhở chính mình luôn, để chúng ta không dễ ngươi đối với tội lỗi và cũng không xem thường ân điển của Chúa. Tôi xin Chúa nghe ban phước là những bài học này từ cuộc đời của Joseph, của Gia-cốp, của các anh của Joseph dạy dỗ cho chúng ta, để chúng ta chọn sống một đời sống mà Joseph đã bày tỏ chúng ta một cái gương hết sức là tốt đẹp. Nhận cải tượng chiêm bao từ nơi Chúa, có lòng kính sợ Đức Chúa Trời
và một thái độ tốt sẽ khiến chúng ta có thể đi qua được tất cả những bước ngoặt của cuộc sống, những sự khó khăn, những thách thức. Ở giữa như đó có cánh tay của Chúa phù hộ, dẫn dắt chúng ta để chúng ta vượt qua được và được Chúa ngày luôn cất nhắc chúng ta. Những người chung quanh của chúng ta cũng có thể được phước lây như Đức Chúa Trời vì Joseph mà đã ban phước trên gia đình của Potiphar. Khi ông ở trong tù, ông cũng được cất nhắc để làm người cai quản ở trong tù. Ông được Chúa ngày ban phước, có một cái ơn để có thể giải chiêm bao. Và cũng nhờ ơn của Chúa, như lời của Chúa đã nói, ơn của Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Chúa ngày đã mở con đường, ông đi thẳng đến kinh đô, đến cung của vua Pharaoh. Và Chúa ngày đã đặt ông ở trong cái vị trí như là cha của Pharaoh. Thật là một cuộc đời yêu mến Chúa, kính sợ Đức Chúa Trời, không dám phạm tội nghịch cùng Ngài. Chúa thấy tất cả, Ngài làm ứng nghiệm những điều Ngài đã báo cho ông và đã khiến cho đời sống của ông được phước, nhất là được Chúa sử dụng trong sự cứu rỗi lớn lao cho tuyển dân của Chúa và trong ơn của Ngài. Ngài khen Chúa. Mình xin Chúa ngài ban ơn trên đời sống của hết thảy anh chị em, những người đang học với chúng tôi môn học này, để tất cả chúng ta sẽ được phước và làm nguồn phước cho gia đình của mình, cho gia tộc của mình, cho dân tộc của mình và luôn cả các nước lân cận. Chúng ta cũng sẽ được phước của Chúa lầy. Cảm ơn Chúa cho tôi được cầu nguyện cho anh chị em. Cho dấu chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa Ngài kéo anh chị em chúng con vào lớp học ở trong ngày hôm nay. Thì bởi ơn của Chúa, tất cả chúng con đều thấy được cái đoạn cuối của cuộc đời của Joseph, của Jacob, mà chúng con nhận biết chúng con có một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tài, đấng vẫn nằm cầm quyền tể trị. Ngài là đấng đã phán và cũng tỉnh thức để làm trọn những điều Ngài đã phán. Và Ngài có quyền để ban phước trên đời sống của chúng con, để chúng con có thể được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Xin giúp đỡ Chúa Giáo để hết thảy anh chị em chúng con là những con người đặc thắng. Đặc thắng tội lỗi, đặc thắng những cám dỗ trong đời sống của chúng con. Rồi phần thưởng gấp đôi mà Chúa Ngài đã ban cho Joseph và hai con trai của ông cũng sẽ là phần thưởng mà anh chị em chúng con được nếm trải. Hồi chúng con cứ được phước của Chúa luôn luôn và làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con tạ ơn Ngài. Thánh Linh ơi, xin giúp đỡ cho chúng con dùng lẽ thật của lời của Chúa nhắc nhở dạy dỗ chúng con, để chúng con có một hành trang với một tấm lòng kính sợ Chúa, để nhân ngày chúng con bước đi trên đất này với Đức Chúa Trời, để chúng con luôn được phước của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng con phước cho anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa. Hẹn gặp lại các anh chị em trong các buổi học kế tiếp của chúng ta. Lần tới chúng ta sẽ học đoạn cuối của cuộc đời của Joseph. Chúng tôi hẹn gặp lại anh chị em ở trong ơn của Ngài. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ anh chị em trong sự bình an của Ngài. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.